năm cột mốc quan trọng của trẻ nhỏ trước 4 tuổi, bố cần biết để chăm sóc con tốt hơn ở mỗi giai đoạn phát triển, trẻ sẽ có các cột mốc quan trọng về thể chất và tâm lý. Bố có thể dựa vào đó để hiểu được những hành vi của con, nhờ đó có cách chăm con phù hợp nhằm giúp con phát triển toàn diện. 1. Trẻ sơ sinh đến 3 tháng tuổi 2. Trẻ từ 4 đến 6 tháng 3. Trẻ từ 7 đến 12 tháng 4. Trẻ từ 1 đến 2 tuổi 5. Trẻ 3 tuổi mời anh em kéo xuống để xem đầy đủ dưới phần mô tả video.